Lễ Giáng sinh là dịp để mọi người quây quần, trao quà và thể hiện tình yêu thương. Mặc dù ngày càng phổ biến ở nhiều quốc gia, nhưng không phải ai cũng biết tất cả về ngày lễ đặc biệt này. Dưới đây là 7 sự thật thú vị về ngày Giáng sinh, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Ai là người đầu tiên trang trí cây thông Noel? Chắc chắn là Giáng sinh sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu vắng cây thông Noel. Biểu tượng ấy giờ đây không hề xa lạ với tất cả mọi người, nhưng bạn đã bao giờ thắc mắc ai là người đầu tiên trang trí cây thông Noel chưa? Bật mí cho bạn nhé, có rất nhiều câu chuyện xoay quanh cây thông đặc biệt này. Tuy nhiên, có lẽ thật nhất là câu chuyện về Martin Luther. Ông là người sáng lập đạo Tin Lành và cũng được cho rằng là người đầu tiên trang trí cây thông Noel. Ông già Noel là ai? Một người nhận được rất nhiều sự yêu quý và mong chờ của các em nhỏ trong dịp lễ Giáng sinh, không ai khác chính là ông già Noel. Vậy vì sao dịp lễ này lại gắn liền với hình tượng của người đàn ông đi ngàn dặm xa xôi để phát quà cho trẻ em, và người đó là ai? Đó cũng là câu hỏi mà không ít người biết đến, nhưng lại không mấy người có được câu trả lời đấy. Có câu chuyện kể rằng, thật ra ông già Noel được tạo ra từ hình tượng của một vị giáo mục Thiên Chúa giáo sống ở thế kỷ thứ tư có tên là Ste-Nicola. Ông là người có tấm lòng đôn hậu, đã dùng toàn bộ khối tài sản của mình để giúp đỡ người nghèo và giúp phụ nữ thoát khỏi tệ nạn mại dâm. Truyền thuyết về người đàn ông này ngày càng lan rộng, và khi đến Hà Lan, ông được biết đến với cái tên Sinterklaas, sau này biến thể thành Santa Claus. Giai thoại nào về những chiếc tất? Có một câu chuyện thú vị được lưu truyền về những chiếc tất Giáng sinh. Đó là ngày ấy, có một người đàn ông nghèo khổ, có 3 cô con gái. Khi con gái đi lấy chồng, ông không thể sắm được củ hồi môn. Thánh Nicola muốn giúp đỡ và gây bất ngờ cho ông nên đã thả một túi vàng vào ống khói nhà người đàn ông, nhưng túi vàng lại rơi trúng vào chiếc tất treo cạnh lò sưởi, một món quà tràn đầy tình yêu thương. Màu sắc nào phổ biến ở cây thông Noel? Có bao giờ bạn để ý đến những cây thông được trang trí trong dịp lễ Giáng sinh? Mặc dù chúng được trang trí theo hình thức nào, lấy cảm hứng từ đâu, thì màu sắc chủ đạo vẫn thường được ưa chuộng chính là 3 màu xanh, đỏ và vàng. Vậy tại sao luôn có 3 màu ấy? Thật ra chúng đều mang ý nghĩa của riêng mình. Màu đỏ là tượng trưng cho máu Chúa, màu xanh tượng trưng cho sức sống và sự hồi sinh, màu vàng là biểu tượng của ánh sáng, sự an lành, thịnh vượng. Món ăn nào được yêu thích nhất? Bánh cúc cây, thịt gà tây, đùi lợn muối, bánh quy ông già Noel, bánh gừng, bánh pudding là những món ăn truyền thống được sử dụng trong dịp lễ Giáng sinh của người phương Tây. Vậy món nào là món được mọi người yêu thích nhất? Mặc dù thịt gà tây là một món ăn truyền thống nhất, là một món không thể không nhắc tới trong lễ Giáng sinh, nhưng có một con số lại cho thấy thịt sông khói là được ưa chuộng hơn trong dịp lễ này. Vì sao ông già Noel có mã bưu điện riêng? Ông già Noel là người luôn nhận được đông đảo sự yêu mến của mọi người, và đặc biệt là trẻ em. Hàng năm lượng thư gửi đến người đàn ông này nhiều vô kể. Những nhân viên bưu điện ở Canada còn cố gắng trả lời, nhưng số lượng thư gửi về ngày càng nhiều và họ đã tạo ra một mã bưu điện riêng của nhà Noel. Như một phần của chương trình viết thư cho Santa, chương trình xóa mù chữ cho trẻ em, mã thư tín của ông là H-O-H-O-H-O. Bài hát Jingle Bell có phải chỉ có một tên duy nhất? Mỗi dịp Giáng sinh về, chỉ cần nghe giai điệu vui tươi tưng bừng của ca khúc Jingle Bell là ai cũng sẽ có cảm giác gần dịp lễ này hơn. Tuy nhiên, điều mà không nhiều người biết về bài hát huyền thoại này là trước khi có tên là Jingle Bell, nó đã có một cái tên khác. Ca khúc vui nhộn này còn có cái tên khác là One House of a Slayer. Nó được viết trong một dịp lễ liên quan đến lễ phục sinh. Dần dần bài hát đã được đổi tên và trở thành bài hát không thể thiếu trong dịp Giáng sinh.